Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và cộng đồng. Thưa quý vị, sau đây là những tin liên quan đến Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. Chiều ngày 22 tháng 5 tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo đã tiếp Phó Thủ trưởng, Phụ Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam là Phạm Bình Minh nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hai Ngoại trưởng đã thảo luận các nỗ lực nhằm tăng cường đối tác toàn diện thông qua việc làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và quan hệ nhân dân hai nước, cùng hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và vấn đề hậu quả chiến tranh. Thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Morgan Ortagus cho biết như trên. Ngoại trưởng Pompeo và Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đồng thời khẳng định cam kết chung nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thông cáo cho biết thêm như trên, và nhân dịp này thì Ngoại trưởng Mike Pompeo hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2020. Thông tấn xã Việt Nam cho biết tại hội đàm vào hôm 22 tháng 5 với thưa quý vị và với Thủ tướng là ông Pompeo cũng như cuộc gặp với Phó Cố vấn An ninh Quốc gia là Charles Kupperman và với trợ lý Phó Tổng thống Keith Kellogg. Phó Thủ tướng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền thể chế chính trị và lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình ổn định, hợp tác cũng như phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, thưa quý vị. Và tại An Giang thì dân An Giang chống trạm BOT chắn ngang cầu Vàm Cống. Thưa quý vị, các tài xế đưa ra lý do không mua vé qua trạm thu phí T2 BOT quốc hội 90, ở quốc lộ 91 hướng An Giang đi Cần Thơ, Kiên Giang là do họ chỉ sử dụng đoạn đường chưa tới 300 m mà phải trả tiền cho toàn tuyến. Vào trưa 21 tháng 5 năm 2019, tại trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91, Bộ Giao thông Vận tải cho là thu phí hoàn vốn cho dự án BOT tuyến quốc lộ 91 đã xảy ra cảnh kẹt xe do nhiều tài xế chống đối không trả tiền. Ban đầu chỉ có 2 xe hơi 7 chỗ và xe vận tải nhỏ đi từ hướng Long Xuyên tức là tỉnh An Giang đến Cần Thơ, dừng ở hai làn thu phí và không chịu trả tiền. Một giờ sau thì xe vận tải từ hướng Cần Thơ đi Long Xuyên cũng dừng lại khóa làn thu phí và không đồng ý trả tiền. Sự việc đã xảy ra gây tắc nghẽn giao thông kéo dài hơn 100 mét. Theo báo Tuổi Trẻ thì những tài xế trên cho biết họ di chuyển từ tỉnh An Giang để qua ngã ba Lộ Tẻ, rẽ vào quốc lộ 80 rồi vòng lên cầu Vàm Cống để đi các tỉnh. Quãng đường sử dụng quốc lộ 91 khoảng 300 mét nhưng phải trả tiền cho toàn tuyến. Do đó họ không đồng ý mua vé. Một lãnh đạo công an thành phố Cần Thơ cho biết, chúng tôi đã đề nghị trạm T2 xả trạm nhưng họ không đồng ý. Trong khi đó thì trạm trưởng trạm T2 cho biết, theo quy định thì tắc nghẽn hơn 750m mới xả trạm, còn nếu chưa thì vẫn đóng trạm. Có thơ than rằng, có sao để vậy cho rồi, xây chi cầu mới khổ đời chúng tôi. Vàm Cống đã có bao đời, cầu xây liền đoạn nhưng lòng người thì gãy ngang. Và thưa quý vị, cũng tại Việt Nam, câu mạnh ai nấy làm, phi trường Tân Sơn Nhất như sông lớn mỗi khi mưa. Phi trường Tân Sơn Nhất bị ngập nặng sau mỗi trận mưa lớn. Vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2019, báo cáo với đoàn giám sát Sài Gòn khi khảo sát tuyến kênh A41, một trong ba hướng thoát nước chính của phi trường Tân Sơn Nhất thuộc quận Tân Bình. Ông Chủ tịch Tân Bình cho biết, phi trường Tân Sơn Nhất khó thoát ngập. Hiện tại thì bên trong phi trường có 10 đơn vị đang khai thác.
Tuy nhiên, mỗi đơn vị lại xây dựng một hệ thống thoát nước riêng, không kết nối với nhau, đã khiến cho hệ thống thoát nước bên trong phi trường không đồng bộ. Ngoài ra, thì khi xây hệ thống thoát nước thì các đơn vị đang khai thác tại phi trường cũng không phối hợp với địa phương. Trong khi đó, quan chức quận Tân Bình không thể vào bên trong kiểm tra, nên cao độ hệ thống thoát nước giữa bên trong và bên ngoài phi trường bị lệch nhau, làm giảm hiệu quả thoát nước. Tại một số khu vực, địa hình ở phi trường cao hơn bên ngoài, nhưng đáy cống thoát nước lại thấp hơn hệ thống cống thoát nước bên ngoài, dẫn đến tình trạng nước dồn về, gây ngập khi mưa lớn. Và tại Hà Nội đã nóng hơn 40 độ C, dân đổ ra sông Hồng tắm giải nhiệt. Thưa quý vị, hàng trăm người dân Hà Nội vào cuối mỗi buổi chiều đã ùn ùn kéo nhau ra các bãi tắm dọc sông Hồng để tắm giải nhiệt vì trời nắng nóng hơn 40 độ C trong những ngày qua. Hình ảnh được trang mạng VN Express mô tả qua một video clip cho thấy là người dân hào hứng khi được tắm trên những bãi tắm tự phát bên sông Hồng. Báo này nói là số người kéo ra đây tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, thì theo báo Zing, trong ngày 19 tháng 5, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội trời nắng nóng gay gắt từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ cao nhất được dự báo hơn 40 độ C. Thực tế ngoài trời, nhiệt độ có thể lên đến 47 độ C, thưa quý vị. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 19 tháng 5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và đến ngày 20 tháng 5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam. Theo Zing, thì báo Zing cũng cho biết là nhiều người dân phải che chắn nhiều lớp quần áo khi ra đường. Hơn thế thì nắng nóng cũng tác động rất nhiều đến sức khỏe người dân, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Và tin nói về hai người Bình Thuận biểu tình đốt xe để phản đối luật đặc khu bị kết án là 28 năm tù. Thưa quý vị, tin từ Phan Rí, vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Bình Thuận đã kết án hai người dân đốt xe trong cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng với bản án rất nặng nề của Cộng sản Việt Nam. Theo kết quả phiên tòa vào ngày 21 tháng 5, thanh niên Đặng Ngọc Tấn, 19 tuổi, bị kết án 17 năm tù giam và ông Phạm Thanh, 32 tuổi, bị án 11 năm tù giam vì bị cho là đốt 4 xe của lực lượng cảnh sát địa phương và 2 xe khách trong cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Đây là hai án tù mới áp dụng lên hai anh Tấn và anh Thanh. Xin nhắc lại, đầu tháng 6 năm 2018, Quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam định thông qua hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Luật thứ nhất có nhiều điều khoản ưu đãi cho nhà đầu tư Trung Cộng mà không đếm xỉa gì đến chủ quyền quốc gia. Còn luật an ninh mạng, một bản sao hoàn hảo từ một luật có cùng tên của Trung Cộng, là một công cụ hữu hiệu để đàn áp trực tuyến. Hàng chục nghìn người đã biểu tình phản đối hai dự luật ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, v.v. trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2018, thưa quý vị. Tiếp theo, tin cho biết là hàng chục ngàn tỷ đồng có thể mất trắng vì hàng loạt công ty nhà nước kinh doanh thua lỗ. Theo bản báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 đã loan tin, kết quả kiểm toán 253 công ty nhà nước của cơ quan kiểm toán nhà nước cho biết, hàng loạt công ty lớn của nhà cầm quyền Cộng sản đang rơi vào tình trạng thua lỗ khó đòi. Tuy nhiên, phía kiểm toán không hề tiết lộ cụ thể về số lượng công ty với tổng số tiền nợ khó đòi là bao nhiêu, mà chỉ nói chung chung là hàng loạt công ty và hàng chục ngàn tỷ đồng. Nhưng phía kiểm toán đã đưa ra ví dụ, một số công ty lớn như công ty mẹ PVN có số nợ khó đòi là 11.368 tỷ đồng và công ty cổ phần phát triển địa ốc Sài Gòn là 5.191 tỷ đồng. Lỗ của tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí năm 2017 là 3.377 tỷ đồng. Đối với công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí thì không chỉ thua lỗ mà còn bị thâm hụt vốn lên đến là 1.780 tỷ đồng. Đặc biệt, các dự án đầu tư ngoại quốc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã mang về nhiều khoản thua lỗ nặng nề với số tiền lên đến là cả tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Và ngoài vấn đề đầu tư thua lỗ, phía kiểm toán cũng chỉ ra nhiều công ty nhà nước đã được giao hàng ngàn hectare đất công, nhưng các công ty này đã sử dụng một cách bừa bãi,
như là cho thuê đất với giá rẻ hoặc để trống cho cỏ mọc hoang. Và tin liên quan đến Quảng Bình, thưa quý vị, tại Quảng Bình chặng bắt xe đò chở lượng lớn nội tạng thối và rắn sống. Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2019, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết là khoảng 10 giờ tối ngày 21 tháng 5, một tổ chức cảnh sát giao thông tuần tra trên quốc lộ 1 đã phát hiện xe đò chạy hướng Nam Bắc do ông Phạm Văn Đức ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Lái có dấu hiệu khả nghi nên chặn dừng xe để kiểm tra. Và qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong khoang chứa hành lý của xe đò có 22 thùng xốp chứa ruột heo, nội tạng động vật và tai heo với trọng lượng khoảng 460 kg đang bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, trên xe còn chở 6 kg rắn đang còn sống. Thời điểm kiểm tra, ông Đức khai nhận đang chở hàng ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nhưng không xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật v.v. Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản bàn giao tang vật cho lực lượng kiểm lâm và Cục Quản lý Thị trường tỉnh để giải quyết. Và sau đây là tin liên quan đến cộng đồng người Việt, thưa quý vị. Thành phố Seraena chưa can thiệp vụ tăng giá đất Mobile Home Bali High. Tại Santa Ana, California, Hội đồng thành phố Seraena vào hôm thứ Ba 21 tháng 5 tạm thời không có quyết định gì về nghị trình 65A, một nghị trình do cư dân khu Mobile Home Bali High thỉnh nguyện thành phố can thiệp vào việc chủ đất bắt đầu vào tháng 6 tăng giá thuê đất một cách quá phi lý. Cách này không lâu, tối vào ngày thứ Ba 16 tháng 4, hàng trăm người ở nhiều khu Mobile Home khác nhau như Bali High, Kona Key, Gabo, Lake Park và Queen Lantern cùng có mặt tại nghị trường thành phố Santa Ana để nhờ thành phố can thiệp chuyện chủ đất tăng tiền một cách phi lý. Trong 154 gia đình ở khu Bali High, khoảng 80% là người gốc Việt thuộc tuổi cao niên. Có người đã phải ngồi trên xa lăn, có người phải chống gậy. 1/3 trong số họ, vợ hoặc chồng đã qua đời, họ chỉ còn một mình, không có khoản thu nhập nào ngoài tiền lương hưu hoặc khoản tiền già ít ỏi do chính phủ trợ cấp. Bali High Mobile Home Lodge tọa lạc tại 432 South Harbour Boulevard, Santa Ana, CA 92704. Khu Bali High Mobile Home gồm 154 căn nhà Mobile Home được thành lập từ năm 1958, chỉ dành cho những cư dân cao niên từ 55 tuổi trở lên. Do đó không có trẻ em và người trẻ tuổi nên rất yên tĩnh và sạch sẽ. Hơn nữa thì khu này lại gần nhà thờ La Vang nên được nhiều người cao niên gốc Việt chọn làm nơi để tiện việc lễ bái tại nhà thờ này. Kính thưa quý khán thính giả, đó là phần tin liên quan đến Việt Nam và cộng đồng. Và tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức hôm nay của Đài Việt Mỹ Television. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi suốt chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức lần sau. Thân ái, kính chào.